Hello, xin chào cả nhà mình nha. Mới chạy về từ trên Cathay về đến đây các bạn, chạy 2 tiếng rưỡi đồng hồ nha. Chạy tốc độ là 120 cây chuối nha, 120 cây chuối 1 giờ luôn. Mới vừa về đến nhà luôn. Các bạn thì cũng phải nói sơ sơ cho các bạn này về cái việc mà Đại hội Thanh mẫu đó các bạn, hàng năm thì tổ chức ở thành phố của mình đó các bạn, thành phố Kansas, không phải thành phố của mình mà tiểu bang Missouri của mình nha. Đấy thì hàng năm có rất nhiều người tới đây. Mình thì bên đạo Phật nhưng mà hàng năm mình vẫn cứ lên trên đó để mà quay cảnh là người Việt của chúng ta đã tụ tập ở đó rất là nhiều các bạn nha. Đó thì người ta bên đạo Công giáo mà mình cũng không rành lắm nha bạn. Rồi thì nói chung là đầu tiên thì mình xin tổng chào cả nhà mình nha. Cảm ơn cả nhà mình là vẫn đăng ký kênh kênh của Tôn Đức Phạm, bây giờ cứ ào ào lên không à. View thì cũng coi như là ok rồi. Cảm ơn cả nhà mình đã coi như là ủng hộ cho Tôn Đức Phạm rất là nhiều nha. Rồi thì không biết âm thanh có ok không? Nếu như âm thanh ok thì cho mình số 1 nha. Chắc là mình nghĩ ok rồi. Thì cũng phải nói thế này nè, các bạn thấy là những người mà bây giờ đang nói về việc của Tịnh Thất Bồng Lai đó các bạn, thì hầu như là người ta không quan tâm tới chủ thể. Ví dụ như việc của bà Nguyễn Phương Hằng cũng vậy. Các bạn thấy là sao ạ? Cũng là toàn là kênh YouTube từng ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng thì quay qua là đi nói xấu lẫn nhau ha các bạn. Rồi Tịnh Thất Bồng Lai cũng vậy nữa, cũng coi như là cùng hội cùng thuyền với nhau, cùng là những người ủng hộ cho Tịnh Thất Bồng Lai cũng như là ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng, thì bây giờ là quay qua là nói xấu với nhau rồi bem nhau tùm lum hết. Tôi không hiểu là các bạn làm YouTube kiểu gì, nhưng mà cũng có thể như thế này này, có rất nhiều các cô chú anh chị á thì nói rằng á là người ta đó là giả bộ nha bạn, YouTube là hết đề tài rồi thì bây giờ giả bộ là bem nhau thôi. Nhưng thực chất ra đó là sao bạn, sau khi mà lên mạng chửi nhau cho đã rồi bắt đầu là sao bạn chia tiền, à chia tiền thì không biết có hay không nha, nhưng mà các bạn thấy là hầu như đó là về phía là cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng á thì mình không thấy có mùi tiền, nhưng về phía Tịnh Thất Bồng Lai đó thì các bạn thấy là có rất là nhiều người cho bạn á, tiền chủ yếu là tiền từ trong cho tới ngoài nước, chủ yếu là mục đích là tiền. Người ta không quan tâm tới là Tịnh Thất Bồng Lai là đang là bị án là 12 13 năm 6 tháng rồi, đã đang đối mặt với vụ án là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi là có thể có khả năng là khởi tố lại vụ án là lụm lo nữa, mà không không ai quan tâm hết nha bạn, không ai quan tâm hết, mà bây giờ là chủ yếu là phốt lẫn nhau thôi, cứ là lên kêu gọi tiền thôi. Thì thật sự ra những người mà nói về Tịnh Thất Bồng Lai đó, ủng hộ cho Tịnh Thất Bồng Lai đó các bạn, thì hầu như những cái kênh mà bây giờ đang nói xấu là anh Đặng Đình Mạnh và anh Lân á, thì các bạn thấy là hầu như là bê nguyên một cái barem là từ bên đó là bà Nguyễn Phương Hằng qua. Thật sự là người ta không hiểu được câu chuyện, người ta không hiểu được câu chuyện Tịnh Thất Bồng Lai như thế nào ha. Từ cái việc là ghét bà Nguyễn Phương Hằng sau đó là tự nhiên là nhảy lên là coi như là ủng hộ cho Tịnh Thất Bồng Lai, chứ người ta không hiểu tìm hiểu kỹ, mà cho dù có tìm hiểu kỹ người ta biết như vậy đó, nhưng mà người ta vẫn bất chấp để ủng hộ. Vì sao các bạn? Vì là like view, vì là tiền của là Mạnh Thường Quân cho. Các bạn thấy rõ ràng luật sư Thanh Trần đã từng nhắn tin cho mình nói rằng á, là các cháu bé này á, là không thể trắng được đâu, rồi là đã coi được ADN rồi rồi này nọ kia, đúng không các bạn? Nhưng mà rốt cuộc sao bạn cũng lên bênh vực. Mà trong khi đó các bạn, nực cười nhất là cái vấn đề là lúc trước đó thì các bạn thấy là anh Đặng Đình Mạnh thì tôi vẫn khen, tại vì anh Đặng Đình Mạnh thì nói chung là ít lên trên mạng xã hội, nhưng riêng anh là luật sư Lân thì hay lên lắm. Mà riêng anh Mạnh thì không hiểu là có phải cái này là cái nhớp hay không, giống như Thanh Trần hay nói đó là sao bạn, những người nào từng vào Tịnh Thất Bồng Lai và coi như là sao thấy cái đa cái đề đó thì bảo đảm là sao bạn sẽ lòi cái là cái việc lòi mặt chuột ra ấy, mà cũng không hên nha các bạn, nói là hên này, mình chưa tới Tịnh Thất Bồng Lai nha, mình chưa vào đấy, còn nếu như mình vào rồi là chắc thế nào cũng bị lòi ra. Các bạn thấy kinh không đấy? Thì không biết là cái đa cái đề ở trong thiền am đó nó có linh thiêng hay không, mà bây giờ các bạn thấy là phốt nhau tùm lum hết, người thì nói rằng à tôi không nhận tiền nhá, thì hôm nay là lòi ra tùm lum là những người trong cuộc. Hôm nay thì các bạn thấy là Tuyển Lê là một người á, là mình cũng phải nói giới thiệu sơ sơ cho các bạn biết nha các bạn nha. Tuyển Lê là một người lúc trước đó là mình với Thảo Vũ nha bạn, mình với Thảo Vũ là hai người thành lập ra cái quỹ nha, cái quỹ gì mình quên mất tiêu rồi nha bạn. Nói chung á là gửi tiền về, là hai người đó là khởi xướng ra, mình với Thảo Vũ, để gửi tiền về cho coi như là Tuyển Lê để đi làm từ thiện. Đó là đầu tiên.
Sau này á thì cái năm vừa rồi đó các bạn là mình không có đưa tiền, không có lập quỹ, không có đưa tiền cho tuần lễ nữa, và mình nói rằng á là anh chuẩn bị về Việt Nam rồi. Nên anh á là đích thân anh đi làm từ thiện, anh không có là gửi cho em nữa. Đó là năm vừa rồi đó các bạn, là mình không có gửi cho tuyển Lê nhé bạn. Còn năm trước đó các bạn là mình với Thảo Vũ là gửi tiền cho tuyển Lê để đi làm từ thiện nhé các bạn nha, rồi kêu gọi mọi người ủng hộ cho tuyển Lê. Còn năm vừa rồi đó là mình có về Việt Nam, nên mình nói rằng là anh sẽ không có là coi như ủng hộ ai hết nữa, và anh sẽ trực tiếp đi làm từ thiện. Đó là năm vừa rồi các bạn thấy là mình có về Việt Nam đó, và mình là có tới là xã Lợi Hưng á nha. Mình nói thẳng cho bạn luôn á, Mộc TV á hay nói rằng á là cái địa chỉ đó, đó là sao bạn, là coi trên nó là kênh của mình đó, mình quay trực tiếp các bạn, đó là mình đi làm từ thiện nơi đó đó nha. Đó là mình về rồi, năm nay thì chưa có năm nay thì phải gom góp lại thử coi như thế nào, là tiếp tục coi như tháng 9 nếu có tiền thì làm, còn không có thì thôi nha các bạn nha. Đấy, nói chung là kể các bạn là câu chuyện là như vậy, để cho các bạn biết được là tuyển lên là ai. Đó là một người á, là một kênh YouTube cũng ghê gớm lắm. Lúc trước á, thì ủng hộ cho coi như là thám tử cao, nên nó là bem bem lại Tô Lê Phạm ha, rồi là sau đó là sao lại quay ngược lại lại bem lại thám tử cao. Ôi dồi ôi, mình thấy là tiền lê này không biết có đúng hay không, nhưng mà thật sự đó, cái người mà nóng tính các bạn, tôi phục những người nóng tính, vì những người nóng tính đó nói xong là thôi ha, nói xong là thôi và không có để bụng. Tôi rất là thích những cái người đó ha, người ta nói nóng nóng tính, các bạn cứ để ý coi, những người nóng tính đó là những người thực bụng lắm và người ta không có để bụng đâu. Có những người đó âm thầm như âm thầm nha, ghê lắm nha các bạn nha. Giống như mình lên này có nhiều fan hết xong thôi, nhưng có rất nhiều người nha giấu mặt nha, nhưng mà rất là ghê gớm nha, tiểu nhân đấy, kinh lắm nha cả nhà. Và hôm nay thôi không mất thời gian của các bạn để các bạn coi lại chuyện Tuyền Lê bóc phốt là chị Thanh Trần như thế nào. Các bạn thấy là hình như những người nào mà đã tới tỉnh Thất Bồng Lai rồi là hầu như là đều bị nha các bạn nha. Tôi nói sơ sơ thôi, chị Susan Trần á, không biết có vô chưa nhỉ, chắc chưa. Nhưng mà Chen cà phê đó, một người đã từng vào trong tỉnh Thất Bồng Lai cùng với là Việt là ai Việt Di Chú đó các bạn, đúng không? Rồi cũng bữa nay cũng bị là bị thị phi, anh Mạnh cũng bị thị phi, anh Lân cũng bị thị phi, riêng chị Susan Trần thì không bị. Nhưng mà các bạn thấy là sao bạn, chị Susan Trần với là Chen cà phê cũng là hai người từng ủng hộ cho là ai Nguyễn Tiến Dũng, rồi cũng bị là thị phi. Các bạn thấy mắc cười không? Rồi bây giờ thì để cho nó các bạn sơ sơ chút xíu, và bây giờ mời các bạn nghe là chị Tuyển Lê nói về Thanh Trần như thế nào. Mình nghĩ rằng á cái này không biết đúng hay không nha, nhưng mà nếu như thật sự mà như này đó thì bảo đảm với các bạn luôn nha bạn, bà Phương Hằng đang mỉm cười, đang cười xỉu, còn Thanh Trần thì chắc đang ngất xỉu. Một người thì đang cười xỉu đó ha, nói mà đúng không, mày coi như là sao, luật nhân quả không chừa một ai hết nha, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Và vậy tôi luôn luôn có cái câu mà tôi phục bà Nguyễn Phương Hằng rằng á, là đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Các bạn thấy cái câu đó nó có giá trị không nha? Đây mời các bạn nghe là Tuyển Lê nói gì nha. Chị Tuyển Lê ơi, coi là nói cho mọi người nghe coi về Thanh Trần nha, như thế nào nào. Úi dồi ôi chết không chứ, kiểu này đã tiêu rồi. Gia đình ông Trần Đình Kình mà bảo vệ những kẻ đầu vụ án tuy nhiên vẫn tử hình. Tôi nói với Hồng Thanh như thế này nè, là một luật sư bảo vệ cho thân chủ của mình, 100 vụ án, một vụ án hay 10 vụ án chưa chắc là thân chủ của mình vô tội, nhất là những án tử hình. Ở đây tôi nói nha, là cái vấn đề của gia đình ông Trần Đình Kình đó, ổng đã làm mất đi những chiến sĩ công an thì kiểu gì thì kiểu, dù cho chính sách nhân đạo kiểu gì tưởng là khó thoát đúng không, mà luật sư với trách nhiệm của mình, người ta làm hết khả năng của mình hơn. Các bạn đợi cho mình chút xíu, mình giới thiệu để cho các bạn hiểu câu chuyện nhé. Tại vì các bạn thấy là luật sư Thanh Trần á, lúc trước á, thì ủng hộ cho luật sư Lân, luật sư là nói chung là 5 vị luật sư đó, đúng không các bạn? Đó, nhưng mà bây giờ đó tự nhiên là ủng hộ cho Tiến Dũng, vì cái việc là các bạn biết việc gì không các bạn, là việc đó là cô ta nha, đó cô ta nha, nên là sao bạn, Thanh Trần là có nguyên một bè phái. Các bạn thấy là Thanh Trần, Mộng Nguyễn, Lão Đại Niu, rồi một số kênh YouTube lẻ tẻ đó ha, ủng hộ cho coi như là Nguyễn Tiến Dũng, bắt đầu lên chửi là chen cà phê này, rồi chửi chị Susan Trần này, rồi là sao bạn, là ủng hộ là cho Tiến Dũng, và Thanh Trần cũng vậy thôi. Các bạn biết rằng cái việc mà Thanh Trần với mình á, nó không là cái gì hết trơn, nó bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng bỗng dưng á, là Thanh Trần tự nhiên lên bem Tony Phạm và thách thức Tony Phạm. Thế là sao bạn, tình đôi ta dễ khó bền lâu. Đó, các bạn thấy là Thanh Trần với Tony Phạm đâu là cái gì đó các bạn.
đúng không? Đó, cứ khóc lóc ỉ ôi anh muốn, nhưng rốt cuộc các bạn thấy chưa? Đó cũng vì sao bạn? Vì like view. Đó, rồi là vì là cái gì cũng biết nha. Bây giờ tôi không biết là Tuyển Lê đã nói rằng là Thanh Trần có nhận tiền. Thế mới chết không chứ? Nha, nhận tiền. Đó, cứ nói rằng là tôi không nhận tiền của người này người kia. Đấy, bữa này sao? Là Tuyển Lê nói rằng sao? Bây giờ có im không? Không im là tôi sẽ nói ra nghe. Và tôi không phải tôi nói mà Mạnh Thường Quân sẽ lên tiếng đấy. Chết chưa? Thấy chưa các bạn? Bởi vậy tôi nói rồi, đúng không? Tiền hết. Và các bạn nhớ rằng lúc trước Thanh Trần từng nói với chị Diệp Đậu đúng không? Kệ nó, cứ sao, không sao hết nha, cứ vào trend của Thiền Am đi. Mạnh Thường Quân nhiều tiền lắm, kinh không? Đó, Mạnh Thường Quân nhiều tiền lắm, thế là sao bạn? Đấy, bất chấp hết trơn, live view rồi bữa nay sao? À, người trong cuộc bóc phốt, người trong kẹt nhá. Mời chị Tuyển Lê nói tiếp nè. Còn lại là do tòa án tuyên, chứ không phải là do luật sư có thể quyết định được cái bản án. Nhưng mà ngày hôm nay luật sư Trần Thị Hồng Thanh lại lôi lại cái vụ án của gia đình ông Trần Đình Kình ra và lôi lại cái vụ án của vườn rau Lộc Thân ra. Là tôi thấy Trần Hồng Thanh dừng lại là được rồi. Đúng, dừng lại chứ. Trần Hồng Thanh nói rằng là luật sư Mạnh nói cái vấn đề cái giấy chứng minh của cụ Lê Tùng Vân nói bằng miệng làm sao lấy. Tôi thách đố và cho tiền luật sư Hồng Thanh lấy được. Với điều kiện đằng sau chị quái lực có kêu gọi nha. Tôi nói bây giờ đang là phạm nhân rồi thì ít nhất phải thọ án xong thì chắc chắn nhà nước sẽ theo trình tự pháp luật là giấy chứng minh nếu ai chưa làm sẽ làm, ai đang phạm giữ thì sẽ đưa thôi, chứ không phải thời điểm này ai dám mà đứng ra để mà lo được cho thì gan giảm án, ai đứng ra lo được những cái giấy chứng minh khác. Nhớ gia đình tôi cũng có con chết, tôi biết được điều đó. Nên tôi không muốn nói từ lâu rồi nha. Các bạn nên nhớ rằng Tuyển Lê là ai? Là chồng làm công an đấy. Nha, chồng làm công an đó, Tuyển Lê nói đó, là chồng làm công an đó, là công chức đó, Lê Tuyển Lê biết, đúng không? Gia đình của ông Lê Tùng Vân đang phạm tội mà. Rồi sao mà lo được cái gì đây, giảm án cái gì, tôi đã nói rồi. Nha bạn, và chuyện của ông Trần Đình Kình đó, các bạn thấy là sao bạn? Luật sư cũng chỉ là sao bạn? Là lên để mà là thay mặt thôi, là giống như đại diện cho là người á, là bị hại thôi. Nha bạn, bị cáo thôi, chứ thật sự đó, có chứng cứ hết rồi, cứ theo luật đó là bem thôi. Nhưng mà nếu như các bạn mà là có công này, ví dụ như bà Hằng này, bà lên đi làm từ thiện này, bà có công này nọ đấy đúng không? Thì người ta sẽ căn cứ vào đó để người ta giảm tội. Luật sư á là chỉ là luật sư là đại diện thôi. Còn nếu như vi phạm nặng, nhẹ như thế nào, căn cứ vào luật. Và các bạn là theo luật đó, ví dụ như là nhiều khi luật sư người ta giỏi đó, thì người ta đi tìm những cái chứng cứ là sao bạn tốt cho thân chủ của mình, là đưa lên để cho ông tòa, ông giảm tội. Nha các bạn nha. Còn á, người ta định tội đó rồi, rõ ràng anh giết người là phải đền mạng, không có thể nào mà coi như là bỏ qua được. Những cái việc mà anh Mạnh đó có bảo vệ pháp lý cho gia đình ông Trần Đình Kình đó, theo như á, là Tuyển Lê nói á, là không có thể nào thoát án được, có thể là giảm nhẹ được phần nào cái sự mà bồi thường á, là về vật chất này, về tinh thần gì đó để giảm thôi nha các bạn nha. Còn không có thể nào mà thoát được nếu như người ta đầy đủ chứng cứ rồi, nên nhớ là như vậy. Nhưng không hiểu là bà Thanh Trần này lại là đưa cái vấn đề là của ông là ông luật sư Mạnh nói về vườn hoa Lộc Hưng rồi vấn đề là của ông Trần Đình Kình. Tại sao lúc trước không nói đi hả các bạn? Mà bây giờ lại nói hả các bạn? Vì lý do gì? Tất cả là hội nhóm hết ủng hộ cho Nguyễn Tiến Dũng. Khi Nguyễn Tiến Dũng mà phát động một phong trào nào đó, nhớ các bạn nhỉ? Tất cả các kênh YouTube là ăn theo nó leo và tất cả người ta tập trung lại là sao tấn công người đó. Mình không phải là binh ông Mạnh, nhưng các bạn thấy là ông Mạnh khác xa ông Lân rất là nhiều. Nhưng mà anh Mạnh sai một chỗ như thế này nè. Hồi xưa đó thì không có lập kênh YouTube đi. Nói đúng ra đó, khi các bạn lập kênh YouTube ra đó là các bạn sẽ bị là tiếng thị phi. Nên anh Mạnh bị như thế này đó cũng không có thể là trách được nha các bạn. Nên nhớ là như vậy. Lúc trước anh Mạnh rất là điềm tĩnh, nhưng đã sử dụng kênh YouTube rồi, đồng nghĩa rằng là phải mang tiếng thị phi rồi. Nhưng mà cái gì vậy, tôi vẫn là tôn trọng là anh Mạnh hơn là ông Lân nha các bạn nha. Đấy, nên luật sư Thanh Trần á, nếu như đúng đàng hoàng, đúng đúng sai sai, nên phân tích luật thì không nói gì. Nhưng đây là hội nhóm, hội nhóm để tấn công người ta, cái đó là sai, đúng không? Tại sao lúc trước không nói đi, sao bây giờ lại đưa những câu chuyện đó ra nói hả các bạn? Đó là sao bạn? Hội nhóm bè phái lại để bem người ta nha các bạn. Đó là sao? Không có tốt. Tiếp đi chị. Tôi biết tôi nói ra vậy á, thì tôi sẽ gặp những cái vấn đề không được suôn sẻ, nhưng không sao. Mọi sự là do trời, nhưng chướng tai gai mắt nhiều quá rồi. Ngày hôm nay luật sư Hồng Thanh đưa ra luật sư Mạnh, luật sư biết cái vụ vườn ra là phân, và
vụ án của Trần Đình Kình rất là vô duyên. Đúng, vô duyên. Rất lắm. Là vô duyên luôn. Tại sao lại đưa ra những cái vụ án đó? Còn á, chuyện gì ra chuyện ấy đúng không? Đúng. Cái chuyện á, những cái giấy tờ, những người đang là phạm nhân, ai có thể làm giấy tờ cho họ nói cho tôi nghe coi? Ai? Không. Ai thực hiện? Đằng sau kêu gọi thì nó có nhục hơn những người mà người ta nói miệng là không có không? Tôi không có muốn nói, đừng để tôi nói. Đúng. Chuyện gì nó ra chuyện ấy đúng không? Mà còn nhiều cái khác nữa. Nói rằng là luật sư Mạnh nhận 50 triệu của chị Mai Sài Gòn. Luật sư Trần Hồng Thanh đã xin phép chị Mai Sài Gòn lên nói. Chưa xin phép. Nhưng mà để tôi thắc mắc một cái điều thế này nè các bạn. Chị Mây Sài Gòn này đó, thì tôi cũng đã biết nghe tiếng lâu rồi. Nha các bạn, chị Mây Sài Gòn này, tôi đã biết nghe tiếng lâu rồi. Mà không hiểu chị Mây Sài Gòn này là ai. Đúng không? Mà lại có rất là nhiều tiền. Nha các bạn nha, rất là nhiều tiền. Lại ủng hộ cho Thiền Am, ủng hộ cho luật sư rất là nhiều nha các bạn nha. Tôi không hiểu chị Mây Sài Gòn này là đại gia, đại tỷ gì, tôi không biết nha. Đó, mà người ở Việt Nam mà nó thẳng ra đó là chi tiền ra rất là nhiều, ủng hộ rất là nhiều. Ngoài những cái số tiền mà ở nước ngoài gửi về cho tỉnh Thất Bồng Lai đó, chị Mây Sài Gòn cũng chi ra rất là nhiều nha các bạn nha. Lúc trước đó, chị cũng là từng vào kênh của mình đấy. Nhưng mà tôi không hiểu là những người ở Việt Nam tiền đâu nhiều thế nhỉ? Úi dồi ôi, một lần ra 50 triệu. Úi dồi ôi má ơi, nhiều tiền thế, kinh thế. Tôi kiếm là 2.000 đô về, chưa có tiền để về nữa này, kinh không? Úi dồi ôi, 50 triệu nhá, kinh thế đấy, úi dồi ôi. Cái vụ này tôi biết đầu tiên nè. Biết mà. Mà Thảo Vũ á, rất quay độ với tôi điều đó nè. Cái vụ mà 50 triệu, mà luật sư Mạnh tặng ta, chị Mai Sài Gòn tặng nè. Mà đến giờ này tôi chưa nói, hôm nay tôi mới nói. Hồng Thanh đã xin phép chị Mai Sài Gòn chưa mà lên công bố, hả? Rồi thì luật sư Mạnh được, người ta cho tiền là quyền của ông ấy, hoặc quyền của Mạnh Thường Quân. Vậy thì Hồng Thanh có những tiền của ai không? Mà hôm nay lên nói bè đe chi khương hột me vậy? Không điều biết. Này là tôi không đồng ý. Nếu Hồng Thanh không biết điểm dừng, đừng trách tôi những gì tôi muốn nói. Nha, Hồng Thanh nha, không biết điểm dừng đó là đừng trách chị Tuyển Lê nha. Đó, Tony Phạm cũng sợ lắm rồi đó, đúng không? Tony Phạm là người đó là đầu tiên để quyên tiền đó nha, và tiền túi của Tony Phạm để đưa cho Tuyển Lê để lập quỹ đó gần một năm trời để là giúp cho những đại dịch Covid-19 ở Việt Nam đó, mà Tony Phạm còn bị bem đó nha. Còn Thanh Trần có cho đồng nào không? Hãy coi chừng nha. Các bạn thấy kinh không? Người trực tiếp đây nè, đưa cho Tuyển Lê tiền đó để làm từ thiện đó nha. Tiền túi của tôi nha, tôi không kêu gọi nha. Thế mà còn bị bem đấy nha. Chứ chưa nói thì Thanh Trần là cái gì? Hãy coi chừng nha. Hả? Tuyển Lê, nói hết lên đi Tuyển Lê, đúng không? Có nhiều nói hết cho nhẹ lòng, đúng không? Tiếp đi Tuyển Lê. Tôi nói nha. Tôi bên cô là tôi bên đúng những cái vấn đề tôi bên. Còn những cái vấn đề mà cô tào lao chi hương địa, tôi nói nè, gia đình ông Trần Đình Kình cái vụ án đó đã làm chết rất nhiều chiến sĩ công an. Thì án tử không thể nào mà chết khỏi. Đúng. Luật sư đã làm hết sức mình. Đúng. Đúng chưa? Đúng, đúng. Phần còn lại là do tòa án đi. Hôm nay cô lên mạng cô lôi luôn cái vụ đó ra. Cô vẫn ngựa quá không? Cô có dơ vẫn không? Ghê trời. Nghe không? Nghe Thanh Trần, cô có ghê không? Cô bẩn bựa không? Nghe, tôi kinh quá, tôi sợ mấy người này ghê luôn. Rốt cuộc là chữ tiền các bạn ạ, ghê quá. Nhìn chừng này, cô thấy dẫu đổ biển leo à? Đúng. Người ta lên, người ta chửi luật sư Mạnh, tôi không xem nên tôi không biết nguyên nhân. Tôi chỉ biết nguyên nhân luật sư Mạnh không trả lời cho bên cái mèo anh tiếng Dũng. Nhưng mà chuyện gì nó ra chuyện ấy? Chứ đâu phải là cái chuyện trước đây người ta làm cô mũi hay công ơn. Vậy thì trong cuộc đời làm luật sư của cô đó Trần Hồng Thanh, 100 vụ án, 10 vụ án, 1 vụ án, cô có chưa từng lần nào mà cãi không được không? Có cãi đâu. 10 vụ, 100 vụ, 1.000 vụ cơ được cãi thành công. Không có cô cãi. Cô show ra cho người ta thấy đi. Đi làm thủ kho mà. Tôi tin vào cô nhiều lắm nè, nhưng hôm nay không đồng ý. Vương Lao Lộc Thân, nếu cô là người luật sư bào chữa, cô làm được không? Không. Ăn nói thì lắp bắp, nói chuyện không nhắm ai. Mà đi bây giờ bắt chân chị Ba Sài Gòn có xin phép gì? Đó nha, anh nói còn lắp bắp, nói chuyện không giống ai. Mà lên đó là giảng dạy người ta ghê không nha Thanh Trần nha. Đó, im im cái miệng đi đó, không coi chừng là bà này á, bà ghê lắm đó. Tony Phạm còn phải bái lại đó nha. Chết chưa, đúng không? Anh nói thì lắp bắp, nói không ra hơi, nói không ra gì hết trơn, còn lên nói là kia đúng không? Bóc phốt người ta gì vì tiền đúng không? Đây chút xíu khúc này mới hay nè các bạn. Mai Sài Gòn chưa? Mai Sài Gòn chưa? Tôi là người có những cái giấy gì cũng phải luôn. Ừ. Chị Mai Sài Gòn nói với tôi ngay từ đầu luôn mà. Nhưng tôi chọn cái chế độ im lặng. Bởi vì chị Mai Sài Gòn không cho phép nói ra. Thảo Vũ nói oan cô thì cô chửi thẳng mặt Thảo Vũ. Giống như tôi chửi thẳng mặt Thảo Vũ. Sao chửi thẳng mặt Tony Phạm luôn đi, đúng không? Lúc trước chửi ghê lắm, nhưng mà tôi phải nói tôi sợ thiệt chứ. Tôi nói toàn những người mà bỏ tiền ra không à. Tôi chẳng biết Thảo Vũ là, tôi nói thẳng các bạn một câu như thế này nè. Tôi nói công bằng nha, tôi nói khách quan, tôi không bênh vực ai hết. Thảo Vũ á, tôi cũng chưa bao giờ thất mạng.
Thảo Vũ tôi cũng chưa bao giờ thấy mặt. Tố Nga tôi cũng chưa bao giờ thấy mặt. Tôi nói thẳng một các bạn một câu như vậy. Nhưng mà quyên tiền để không phải quyên tiền, xin lỗi các bạn nha, mà đưa tiền về ủng hộ là phía là luật sư đó rất là nhiều. Tố Nga cũng vậy. Đó là hai người tôi biết nha, nhưng mà tôi không biết mặt. Tamijitun thì tôi biết, Sunny Bunny thì tôi không biết. Nhưng mà Tố Nga và Thảo Vũ tôi không biết. Nhưng mà hai người này á là coi như là bỏ tiền ra để mướn luật sư nha, là rất là nhiều. Nha bạn, không phải là cái vụ mà này nữa đâu, mà nói chung là nhiều lắm. Rất là nhiều vụ rồi. Cái vụ 50 người là cũng do là tiền ở bên này ra. Nha, vụ này 31 là cũng vậy. Đó, tôi không biết là tiền đâu nhiều thế, tôi không biết nha, tôi chỉ nói như vậy thôi. Đó, tôi bây giờ tôi khách quan lắm, tôi nói để cho cả nhà hiểu được câu chuyện như vậy. Còn tùy các cô chú anh chị là sao bạn định đoạt nhá, tôi chỉ là đưa thông tin thôi. Rồi cô chú anh chị đã thương ai, ghét ai, đó là quyền của cô chú anh chị nhá. Đó, rồi tiếp đi. Nếu nói với anh chị tôi, con năm nay chị Mai Sài Gòn có cho phép cô công bố đâu, mà nếu có đi nữa thì tôi nói thẳng luôn nha, tôi nói thẳng luôn, nó thật lòng luôn, nó thật luôn. Yeah. Ừ. Luật sư Mạnh được chị Mai Sài Gòn tặng, đó là ẩn với cô luật sư Mạnh. Vậy thì cô có nhận tiền Mạnh Thường Quân không? Có cần? Chết mẹ, thấy chưa? Luật sư Mạnh là sao bạn? Người ta tặng cho luật sư Mạnh nha các bạn, tặng cho luật sư Mạnh tiền tự nguyện người ta cho. Còn Thanh Trần có nhận không? Tôi không biết. Nói đi Tuyển Lê, có không? Đúng không? Cần không? Cần tôi nói cho mà nghe nè. Rút cuộc hồi bữa giờ các bạn thấy không? Thanh Trần lật mặt đa đề, lập quỹ, nhận tiền của ngày này, nhận tiền của kia. Rút cuộc là mình cũng nhận tiền luôn. Kinh không hả các bạn? Mà tôi nói thật các bạn nè, Thanh Trần và những kênh YouTube đó, người ta không biết gì về Thiền Am, chỉ vì ghét bà Hằng rồi bê nguyên một cái series đó qua bên đây ủng hộ cho Thiền Am thôi, chứ người ta không biết. Không biết nhưng mà sau này người ta biết. Vì báo chí, các bạn nên nhớ rằng báo chí ở Việt Nam, báo chính thống, cơ quan chức năng, người ta nói là các bạn đang ở Việt Nam là tất nhiên là các bạn phải biết thôi. Nhưng mà bất chấp coi như là báo chí. Tại vì sao? Hiện tại bây giờ là người ta chưa có làm việc rõ ràng vấn đề của gia đình của ông Lê Tùng Vân. Chỉ biết là cái vụ là 331 mà thôi. Nhưng tôi nói cho bạn một câu này. Nếu như, tôi nói nếu như nha, sắp tới mà Thiền Am mà người ta khởi tố bị can nha, vấn đề là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rồi thêm cái vấn đề là lụm lon nữa, tôi bảo đảm với các bạn luôn, các kênh YouTube đó sẽ quay ngược lại và sẽ đem lại Thiền Am lừa dối. Tôi dám chắc 100% nếu như cơ quan công bố ra tất cả nha. Tại vì bây giờ cơ quan chức năng người ta chưa công bố, người ta còn đang làm, người ta chưa công bố. Còn nếu như sau này người ta công bố ra Thiền Am lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thiền Am lụm lon, tôi dám chắc 100% các kênh YouTube nha bạn, là sao bạn sẽ quay ngược lại, là sẽ sao bêm lại Thiền Am, nói sao Thiền Am lừa dối tôi bữa giờ. Tôi dám chắc với các bạn một câu đó, các bạn cứ để ý mà thôi. Nếu như cơ quan chức năng mà người ta sẽ là công khai và người ta sẽ công bố, tôi bảo đảm cho bạn luôn sẽ quay ngược lại đó ha, quay ngược lại là tấn công Thiền Am đó nha. Tôi nói cho các bạn câu như vậy, các bạn cứ để ý coi nha. Nhưng mà nếu như người ta không làm, còn nếu như làm, tôi đảm bảo với các bạn luôn là sẽ là quay ngược lại chửi Thiền Am nha các bạn. Công khai là không? Ủ công khai sao chừng mấy cô có kêu gọi người ta làm những cái chuyện mà tôi nói thẳng muôn đời con cháu mai sau không làm được không? Tôi nói một lần nữa, tôi cảnh cáo khi tôi nói như vậy là tức nước vỡ bờ rồi đó. Tôi thương thì tôi thương rất là nhiều. Nhưng cái vấn đề mà lôi ra những cái chuyện của luật sư Mạnh, tôi phản đối kịch liệt luôn. Nếu để cô bào chữa cho luật sư Mạnh, cô chỉ nằm dưới cái tầm thấp thôi thì nó thẳng luôn á. Nhưng chúng tôi tại sao không minh bạch cô? Cô nhìn đi, $400 một hồi tin nhắn có chưa? Cô nói là với bà Lan Lúa đó là tin nhắn nó giả, nhưng tôi khẳng định tin nhắn đó giữa cô với Lan Lúa nó xấu tôi là thật. Nhưng tôi chọn cái đồ im lặng là sao? Bởi vì tôi để cho cô có một cái xử trí thích hợp. Nhưng cô càng ngày được đặt chân lên cái thằng nông nổi. Tôi nói thật á, cái tỷ ứng xử cái đằng sau tôi biết hết là những tôi có nói không. Nhưng tôi có cảnh báo, có cảnh báo, nhưng cô coi lời tôi không nói ra gì. Tôi nói tôi có theo cái phái này á. Đúng không? Không được. Theo bay á. Nhưng hôm nay cô lôi cái vụ Trần Đình Hình ra, cô nói hả, luật sư Mạnh bào chữa cho thân chủ đến bây giờ vẫn bị tử hình.
Tôi nói nha, 10 ông luật sư của ông bảo chữa cho khỏi tử hình. Đúng. Bởi vì ông làm cho chiến sĩ cảnh sát phải đổ máu xuống. Cái bản án đó chắc chắn phải nhận được. Còn Mường ra là thân, luật sư làm hết sức mình, phần còn lại là do tòa án. Nhưng hôm nay cô đem ra những cái mà người ta được nhận tiền cô ra cô bóc hết. Vậy làm sao thì mấy cô có nhận tiền không? Có những cái mà không thèm nói luôn á. Tôi là người nhân chứng trực tiếp luôn nè. Tôi không nói. Tôi nói tới đây chấm dứt. Yêu cầu luật sư Trần Hồng Thanh bắt đầu từ hôm nay nên chia sẻ những cái kiến thức khác giống như luật sư Nguyễn Hồng Sơn. Ông Hồng Sơn giống nhau hả? Nguyễn Hồng Sơn, ông chia sẻ những cái kiến thức luật pháp. Thật sự mà nói để người ta phải khâm phục. Thôi, Tuyền Lê, anh cũng gửi lời cho em như thế này nè. Ông Hồng Sơn cũng giống nhau thôi. Ông Hồng Sơn cũng giống nhau thôi. Nha, cũng giống là cũng một phe, một coi như là cũng phe phái với nhau thôi em ạ. À. Nha, em tại vì em chưa biết thôi. Cái tính của là Tuyền Lê là sao bạn? Là rất là bộc trực, rất là nóng tính. Nhưng là những người nóng tính đó là người ta là tốt. Những người nóng tính đó là thường người ta tốt. Nói xong là thôi. Nha các bạn nha. Nhưng nhiều khi đó hiểu lầm. Các bạn thấy là quá khứ của Tuyền Lê cũng dữ dằn lắm. Bênh thám tử Cao ha, rồi bêm lại Tony Phạm, sau đó là sao lại bêm lại là thám tử Cao. Đó các bạn nhé, cũng quay xe quay đồ rất là nhiều luôn. Lên cái lời nói đó thì không biết là có giá trị không nha. Nhưng mà nói tới đây, nhưng tôi chỉ quan tâm tới vấn đề là chứng cứ Thanh Trần có nhận tiền hay không. Cái đó mới là quan trọng. Vì Thanh Trần đó, lên cứ nói rằng là đa đề là chị Lan Hay Lúa là toán Trần là nhận tiền. Nhưng tôi nói cho bạn là đây chỉ là một cái chiêu, đó là thuyết âm mưu. Chứ thật ra Thanh Trần nói nhăng nói cuội, không bao giờ đưa các chứng cứ ra các bạn ạ. Không có chứng cứ mà chỉ nói thôi, nói là tung hỏa mù để như các bạn là sao bạn. Đó, tao nói như vậy đó, mày khai ra đi. Nhưng mà có đâu mà khai các bạn. Tao nói thẳng, tôi không bênh vực ai hết nha. Toán Trần cũng chưa bao giờ lập quỹ. Không bao giờ là chưa bao giờ lập quỹ. Chị Lan cũng chưa bao giờ lập quỹ, nhưng có kêu gọi là tiền để mướn luật sư là có. Chứ người ta không có kêu gọi. Kêu gọi quỹ, ví dụ như là Nguyễn Tiến Dũng, đó là quỹ đó các bạn. Quỹ Thành Vắng Nhà, quỹ GoFundMe, đó là quỹ. Còn người ta kêu gọi một lần, ví dụ như là kêu gọi tiền để cho mướn luật sư là ông Lê Ngọc Luân đó các bạn. Là cái vụ mà 50 người đó, nha, bà Châu Vinh Hóa đó. Nói chung á là cũng vì tiền. Thời đó tôi nói thẳng cho bạn một câu là Toán Trần cũng kêu gọi. Rồi Trang Vina với ông Trần Đình Nguyên cũng là một phe cũng kêu gọi. Người ta chia nhau ra kêu gọi, phe phái để kêu gọi Mạnh Thường Quân để chi bạn, để mướn luật sư. Nhưng hỏi các bạn là luật sư đó, mướn cho đá, kêu cho đá, rồi có cuộc cũng y án. Mà có khi là còn giảm án nữa các bạn ạ. Cái vấn đề của bà Châu Vinh Hóa đó, 2 năm sơ thẩm là 2 năm tù, nên phúc thẩm thì sao bạn giảm thành 2 năm tù treo. Và đền bù chỉ có 7-8 triệu gì đó, hay 17 triệu gì đó. Các bạn thấy chưa? Rồi tới phiên là 331 này cũng vậy. Các bạn thấy chưa? Cũng chẳng có giảm được tí nào. Cũng là y án luôn. Nhưng mà tiền thì tiền của Mạnh Thường Quân. Và các kênh YouTube thì hưởng sái. Mặc kệ. Ha, cứ kêu gọi đi. Tiền là sao bạn? Tiền của Mạnh Thường Quân mà. Chứ có chết bố thằng nào đâu. Cứ lên kêu gọi thôi. Luật sư thì cứ lên cãi. Đúng không? Cứ hưởng tiền được rồi. Đúng không? Rồi là Mạnh Thường Quân là bỏ tiền ra. Vậy thì chết ai các bạn? Phải cô chú anh chị, những người thương yêu các cháu bé không? Đúng không? Tôi dùng là các cháu bé nha. Chứ tôi không dùng là các chú tiểu nha. Không phải dùng mồ côi nha. Đó là các cháu bé đó. Đó là một hộ gia đình đó. Tôi biết là hộ gia đình đó. Đúng không? Cho dù á, rất nhiều cô chú anh chị thấy là hộ gia đình. Thương, ok, thương đó là quyền của các cô chú anh chị. Gặp như mình cũng vậy. Mình cũng cho. Mình cho là sao bạn? Rồi mình cũng thôi. Cũng chẳng có kiện cáo gì chưa, đó là mình tự nguyện cho. Còn những người á, người ta có căn cứ, người ta nói rằng á, là Thiền Nam lừa đảo, đó là những người đó, người ta tự là người ta làm đơn, người ta kiện, thì cái đó thuộc cơ quan chức năng. Còn riêng tôi vi phạm không có kiện. Tôi bỏ tiền á, tôi nói thật cho bạn mấy chục triệu đó, tôi kiện cũng được vậy, nhưng mà không có kiện, nha, không có kiện, tại vì cái đó tôi tự nguyện tôi cho. Nên ở đây tôi nói thẳng cho bạn một câu nè, tôi thường nói với các bạn rất là nhiều rồi, Thiền Am đó. Nói thẳng ra một câu, không có ai thương Thiền Am hết. Các kênh YouTube chỉ bám vào để câu like, câu view, kiếm tiền bán hàng online. Các bạn thấy là sao bạn? Lên chửi bới rất là nhiều. Có ai là đưa tin tức chỉ để cho các cô chú anh chị không? Có tin tức được không? Hoặc là nói cho đã xong cái hôm nay nhá, mình sẽ bán là hồng gió, rồi mình có bán là sâm, mà rồi mình có bán là coi như là cái gì gì đó, đúng không? Tôm khô nọ kia đó ha, các bạn thấy chưa? Cuối like lúc nào cũng vậy thôi,
trong cái like của là Tuyển Lê cũng vậy thôi, cũng quảng cáo cho là coi như là sao giải trí tổng hợp bán hàng online. Vậy là các bạn đang lợi dụng vào mạnh thường quân à, lợi dụng vào khán giả để mà bán hàng online à? Bán hàng online là khác, còn khi các bạn nói về chủ đề nào, đưa tin tức thì phải nói cho chính xác. Vậy vì khi các bạn mà bán hàng online đó, tôi nói thẳng một câu này, cái đó cũng là tốt, nhưng mà khi bán hàng rồi đó, bắt buộc các bạn là phải nói theo khán giả, phải nói theo cái người đặt hàng. Ví dụ như là Hà Nguyễn đi, đúng không, mua của tôi nhiều quá ha, của tôi nhiều quá thì sao, khi Hoàng Nguyễn nói ôi dồi ôi, tôi đi Phạm ơi, tôi thấy con kia nó ghét quá, chỉ nói như đó thôi à, sao tôi vì tiền mà. Hà Nguyễn sao ok rồi thôi, để cho mình nói chút xíu thôi, khịa nó chút xíu thôi, đó nó không trung thực các bạn ạ. Nên tôi thấy là đa phần những người mà nói về Thiền Am đó, các bạn thấy chưa, hầu như là bán hàng online không, từ Mr. Spa cho tới Nam Râu, chửi cho đã, chửi người này chửi người kia cho sướng cái miệng ha, chủ yếu mục đích cuối cùng là cũng bán hàng online. Các bạn thấy kinh không? Rốt cuộc là sao? Vì chữ tiền. Vậy nó đâu có trung thực. Khi mà có chữ tiền trong đó rồi là không trung thực. Các bạn có quyền là làm YouTube, các bạn chia sẻ thông tin, các bạn phản biện lại những vấn đề lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo cộng đồng mạng. Cái đó các bạn cứ nói. Vấn đề tiền bạc cứ nói, không có ai cấm vậy. Tại vì cái đó rất là tốt cho cộng đồng mạng, cho các cô chú anh chị hiểu được bản chất sự việc đó như vậy. Đừng để cho người ta lừa. Đó là lừa, là sao? Lừa tiền. Cái vấn đề tiền bạc nó rất là quan trọng nha bạn, nó rất là quan trọng, nó lừa lợi dụng coi như là hình ảnh của các cháu bé. Và tôi nói thẳng một câu như thế này này, Thiền Am cũng lợi dụng, nói chung là lợi dụng qua lợi dụng lại, Thiền Am cũng lợi dụng thôi đúng không, cũng lợi dụng qua để lợi dụng lại để cái gì đó, kệ mày, mày cứ quyên tiền đi, 10 đồng đưa tao 3 đồng được rồi, còn 7 đồng thì mày chia chác thì kệ mày đúng không. Bởi vậy Thiền Am đó, gia đình của ông Lê Tùng Vân đó, tôi nói thẳng một câu thế này nè, đi hai hàng ai cũng được hết trơn đó, ai cũng được trơn đó, phía nào cũng được đó, bên này cũng vậy, bên kia cũng vậy. Rõ ràng cái việc mà anh Tiến Dũng với là một số người đó các bạn chia hai phe ra đấu đá lẫn nhau, nhưng mà không có đứng ra giải quyết mà kệ. Rõ ràng mình chỉ cần đứng là một nói một câu thôi là giải quyết vấn đề rồi, nhưng các bạn thấy là sao bạn không có giải quyết. Đừng có nói rằng Thiền Am không biết nha, người ta biết tòng 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 hết đấy, người ta biết rất nhiều. Tại vì Thiền Am đó, tôi nói thẳng một câu là tại vì các cô chú anh chị sau này khán giả của là bà Nguyễn Phương Hằng đi vào không biết thôi, chứ Thiền Am thời mà chưa có bị bắt đó, Hoàng Nguyễn Nhất Nguyên đó, là người ta đi làm việc đó các bạn biết không, là khuya 1-2 giờ sáng người ta mới ngủ, 1-2 giờ sáng người ta ngủ. Tại vì sao các bạn? Tại vì người ta làm việc trên không gian mạng cũng giống như tôi thôi, tôi thức khuya lắm các bạn ạ. Các bạn làm YouTube mà phải đi kiếm tin tức và phải có gì sao bạn edit, edit là sao cắt sửa chỉnh sửa rồi là đi kiếm tức để ngày mai nói chuyện. Nên làm nghề YouTube đó là sao bạn hầu như là 1-2 giờ đêm mới ngủ, các bạn ở Việt Nam cũng vậy đúng không. Nên đó, đừng có nói rằng là Thiền Am không biết, biết hết nhưng người ta không có nói, mặc kệ, miễn sao có lợi được thôi. Tôi nói là mai mốt đây các bạn cứ nhớ biết nè, tôi nói thật cho bạn nè, tôi phán không đúng thì thôi đó nha, mà số tôi may mắn lắm, tôi phán cái gì đúng cái đó à, các bạn cứ để coi coi. Thiền Am mà mai mốt đây nha, tương lai đó bắt đầu người ta khởi tố nha, nó lừa đảo chiếm đoạt tài sản nè, rồi vấn đề lùm loan là tôi nói cho các bạn là các kênh YouTube đó quay ngược lại đó, bam Thiền Am đó, tôi nói thẳng cho bạn câu đó, rốt cuộc đâu có thương ai đó các bạn, thương tiền thôi đó. Thì hôm nay các bạn thấy câu chuyện như thế chưa, Thanh Trần đó nha, vạch trần Thanh Trần đó, nhất bố nó xỉu rồi, bà Hằng thì là cười xỉu đúng không, bà Hằng bây giờ đang vỗ tay đó, thấy chưa, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, thấy không các bạn, cuộc đời là như vậy đó, chủ yếu là mục đích là tiền nha, rất là kinh khủng các bạn ạ, đồng tiền nó tha hóa biến coi như là từ trắng thành đen, kinh khủng không các bạn. Rốt cuộc các bạn ấy, đó người từng đến là tôi không nhận tiền, không nhận tiền. Ê, mai mốt nha, tôi nói này nha, đấy mai mốt thì có người, tôi nói ví dụ nha, có người mai mốt là ê thằng Tôn Đi Phạm nha, bữa giờ mày nói rằng là mày không nhận tiền đúng không, bây giờ tao có chứng cứ nè, đấy đưa tao 2.000 đi. Ê, tôi vẫn là giữ cái quan điểm đó nha, nếu như mạnh thường quân nào mà từng cho Tôn Đi Phạm tiền, bất kỳ ai, bất kỳ người nào mà có chứng cứ nha, cứ đưa cho tôi, cho mọi người đi, đăng lên kênh nào cũng được, tôi sẽ cho người đó 2.000 nha, tôi vẫn giữ quan điểm đó. Nếu như các bạn có chứng cứ nói là Tôn Đi Phạm nhận tiền nha, nhận tiền của bất cứ ai đó, tôi sẽ cho các bạn 2.000 đó, tôi không dính vào tiền bạc nha, tiền bạc tôi không dính. Và bởi vậy tôi nói mạnh miệng lắm các bạn ạ, tại vì tôi sao từng lên án mà,
Đâu phải mới đây đâu các bạn, tôi từng nhà 4-5 năm rồi, tôi nói chuyện vấn đề là lừa đảo, chiếm đoạt tiền là sao? Là mọi người đó, chiếm đoạt tiền nhiều, nên tôi nói quyên tiền lập quỹ lừa mọi người là tôi lên nói, chẳng nhẽ tôi lại vướng vào đó, đúng không? Đó, nhưng mà một số người nha, thấy là tôi bị cái phốt là sao bạn lên xin tiền 2.000, nhưng mà tôi xin đâu các bạn, đúng không? Nhưng mà người ta xuyên tạc, tôi kệ nó đi không sao, tại vì sao người ta ghét tôi rồi, nên xuyên tạc sao cũng được, không sao, bình thường như cân đường hộp sữa nha cả nhà. Đó, ăn thua là lòng mình thôi, cứ bình thường đi, rồi là trời Phật sẽ phù hộ cho mình thôi nha bạn nha, phù hộ cho mình thôi. Còn các bạn thấy là sao bạn, các bạn thấy bữa nay mình đẹp trai không, mặt hồng hào không, đúng không, vui mà đúng không, vui vẻ, các bạn thấy không, mặt hồng hào tươi trẻ đúng không, rất là đẹp trai luôn. Nhưng mà đang xài app đó nha các bạn, đây là đang xài app đó nha, còn ra ngoài đó, nhìn kinh lắm, nhìn là muốn ói luôn nha cả nhà. Rồi, đó là hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về vấn đề của Thanh Trần nha bạn, người trong cuộc mới mới biết được người trong kẹt. Và các bạn thấy chưa, đó nhân quả nha, tôi nói nhân quả là có thật, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Tôi chỉ thích bà Hằng là cái chỗ này, một cái câu nói của bà Hằng đó là sao bạn, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, tôi bái phục. Và bà Hằng dĩ nhiên rồi đang cười xỉu đang cười xỉu trong là T30 hay là ở đâu tôi không biết nha đó. Nhưng mà rút cuộc á thì tôi cũng chúc cho coi như là bà Hằng và coi như là công ty cổ phần Đại Nam, gia đình của ông Dũng đó nha, vượt qua đại nạn này. Và tương lai thì dĩ nhiên rồi, công ty cổ phần Đại Nam sẽ là phát triển lên và sẽ làm ăn ăn lên làm ra, ăn lên làm ra, đúng không? Và coi như là tạo công ăn việc làm cho coi như là tỉnh Bình Dương nha bạn. Thì tôi cũng chúc vậy, là may mắn cho tới công ty cổ phần Đại Nam cũng như là bà Hằng, thì ông Dũng nha. Rồi, thôi bây giờ mình chào các bạn rồi mình xuống nha. Chào Ngọc Mai, Trạng Duy Trần, Hà Nguyễn, Ngọc Mai, miền Đông quê tôi, Tuyết Phạm, đệ tử Tâm Phúc, Hà Nguyễn, Hoàng Như, rồi Phong Nguyễn, rồi nữ Phạm, rồi ai nữa đây? Rồi, chào Ngọc Hà, còn ai nữa không? Ừ, đâu hết rồi, chào Phan Anh, đâu hết rồi. Rồi, Phan Anh rồi gì nữa đây? Có mấy người mình đây, chào anh Thanh Lê. Rồi, chào chị Tuyết Phạm, chào Ngờ Anh 93, chào Hoàng Như, chào Ngọc Mai. Rồi chào Linh Nguyễn. Rồi còn ai nữa không? Rồi thôi còn không ai nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha, like chia sẻ Trang Duy Trần. Rồi còn ai nữa không, đánh lên một lần luôn. Rồi Quy Đình Thi, chào mừng anh Mừng Phạm, chào Nguyễn Đinh Thông, Đinh Thông. Rồi chào cháu Thủy Tiên nha. Rồi còn ai nữa không, chào Phong Nguyễn. Rồi tổng chào cả nhà mình nha, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Rồi không, nếu như không chào hỏi được ai thì mong các cô chú anh chị là bỏ qua cho Tôn Lê Phạm nha. Rồi xin tổng chào cả nhà một lần nữa và cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Like chia sẻ và đăng ký kênh cho Tôn Lê Phạm nha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Xin tạm biệt. Bye bye.